2. Hội duyên và thuật tướng tính ra có 11 vị thiện tri thức, 50 tham hữu đức đồng sinh đồng nam và hữu đức sinh đồng nữ, 2 người. 3. Nhiếp đức thành nhân tướng tính ra có 1 vị thiện tri thức. 4. Trí chiếu không hai tướng tính ra có 1 vị thiện tri thức. 5. Hiển nhân quảng đại tướng tính ra có 1 vị thiện tri thức. Trong 53 tham, tổng cộng tham 55 vị thiện tri thức. Hôm nay nói với đại chúng về quy củ trong Tùng Lâm. Vì có người mới đến không hiểu quy củ của đạo tràng cho nên nói sơ lược một chút để cho người mới đến biết tính quan trọng của quy củ. Do đó có câu vô quy củ bất thành phương viên, biết đi đứng nằm ngồi 4 đại oai nghi là đại biểu tư cách của người xuất gia. Gia có gia pháp, tự có tự quy. Quy củ của đạo tràng lập nên nhất định phải tuân theo, không thể làm trái. Bằng không phạm giới luật thì sẽ bị trục xuất ra khỏi cửa Phật. Tùng Lâm ở tại Trung Quốc khi giảng kinh thuyết pháp thì chẳng có nghi thức thỉnh pháp, cũng chẳng có quy củ đảnh lễ pháp sư. Đại chúng đi vào trong giảng đường, ngồi vào chỗ ngồi, có người muốn đảnh lễ pháp sư giảng kinh thì có thể từ chỗ ngồi đi xuống đến trước mặt vị pháp sư cung kính đảnh lễ.